Rồi mình xin chào tất cả anh em nha. Nay mình lục đạo được mới máy anh em, lên clip cho anh em mình xem giải trí nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Kênh mình bán thì có hai hình thức thôi. Anh em chuyển khoản thì mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em, cháy ổn. Đấy. Lúc này hàng này nó là hiếm lắm anh em, nói chung là hàng là không có luôn á. Hàng là không có, mình cố gắng mình lục lọi. Rồi thôi mình lên nha anh em. Đấy. Đây đầu tiên là một cây fan đây anh em. Đầu tiên là một cái fan Hitachi nha anh em. Hitachi. Cái này là điện 100V. Nó 380W. Đầu kẹp nó 13 nha anh em. Đầu kẹp 13 ly. Hitachi. Cái này đầu kẹp. Đầu kẹp thấy nó to to quá, chẳng để này đầu kẹp 10 ly anh em. 10 ly sao to quá. Đấy. Nè anh em. Mấy cái dòng máy này là nó phải nó cực kỳ chất nha anh em, chất lượng lắm. Đấy đây nè, đây quá ok nha anh em. Đây hình thức em nói đây đây nè. Cây số 1 350 nha anh em. Cây số 1 350. Mấy cây này mà xài gia đình là biết chừng nào nó mới hư anh em. Ba cái nồi đầm cối đá này biết chừng nào hư. Đây cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây fan luôn anh em. Cây nãy Hitachi, cây này gì nè, cây này cái hiệu gì nè anh em, cái này điện 100V 250W. Đấy. Đầu kẹp nữa là đầu kẹp 12 ly đấy anh em, ốc tán vàng lườm luôn nè anh em. Đấy nói gì nè, xô xin gì nè anh em, hàng này cái phải nó thực chất nè. Anh em, đấy. Cây số 2. Ba trăm rưỡi nha anh em. Cây số 2. 350. Đây cây số 3 luôn, mình lên làm lọt 3 cây. Cây này cây Hitachi, cây này đầu kẹp 13 ly đấy, cây này điện 100V, nó 380W nha anh em. Đấy hình bóng nè, đấy anh em, quá ok nha anh em. Đây nè. Đấy.
Đấy. Nghe hợp. Quá chơi luôn anh em. Đấy, ngon lành cành đào chưa? Cây số 3. 350 luôn nha anh em. Cây số 3 350. Cây số 4 là một cây này, cây này phấy, cây này nó phấy hồ, nó phấy bột, nó phấy nó phải nước sơn gì nè anh em. Đấy, cái này nè. Đấy. Đây anh em. Đây là cái chân của nó nè. Cái này là dặn vô nha anh em. Đây, cái này là về giờ dặn vô nha. Mình dặn dài quá rồi mình tép máy hơi khó nha anh em. Cái này nó quậy nước sơn hay gì nè anh em. Cái này bằng inox luôn à. Quậy nước sơn hay gì nè, nước sơn, quậy bánh, quậy trái, quậy gì đó, nói chung anh em nào biết thì thấy phù hợp thì anh em mua nha. Cái này Hitachi nè anh em. Hitachi. Điện 100V, nó 6.5A, nó cỡ là 620W nha anh em. 620W. Đó nè. Cái này là mấy chỗ anh em làm nước sơn thôi là quá hợp lý luôn. Hoặc là anh em bằng hồ á. Phấy hồ rồi cũng ok anh em. Cái hồ mấy anh em đổ chậu đồ này đó, chậu xi măng ấy. Rồi quất em này về để nè. Đây. Đây nè, con làm chưa? Cái này còn hơi dính hồ nè, cái này nó cũng có đang nó phấy hồ nè, phấy cho thợ hồ làm đấy anh em. Ba cái hồ tô này nó là tô là muốn cần cho nó lỏng, một cái là để cái máy này vô quẩy cái rét, vừa lỏng vừa lên nhựa, lên nhựa cho là tô, chừng nào lên nhựa chừng nào tô sướng nãy anh em. Cây số 4, cây số 4 450 nha anh em. Đây, cái cây này là gắn vô nha anh em. Đấy. Gắn vô nha. Là gắn vô là hợp lệ nha anh em. Gắn vô ok nha. Đấy, gắn vô là ok rồi nha. Tại mình tháo ra cho nó gọn nha anh em. Cây số 4, 4.5. Mình để đây đi. Để nó cắn cá mất công. Đấy. Cái đó nè, không đụng chạm với ai. Cây số 5 là một cây cưa kiếm nè anh em. Cây cưa kiếm, đấy. Cái lưỡi của nó là lưỡi ngon lành cành đào luôn. Cây này là điện 100V. 350W nha anh em. Đây anh em. Đấy. Anh em bóp nhẹ là nó chạy nhẹ nè, anh em bóp mạnh chạy mạnh đấy nè. Đấy, quá ok luôn. Này nó cũng hơi tróc tróc một hai cái chỗ miếng da nè anh em. Đấy nè anh em. Đấy, ngoại hình nó thì cũng không được đẹp dữ, anh em mà không thích ngoại hình thì em này máy thì ok nha anh em. Đấy, máy thì nói chung là cách luôn. Đấy nè, đặt cực kỳ im nha anh em, cực kỳ im mà lại bốc nữa. Đấy, anh em nào không chủ ngoại hình thì rước em này về lẫm bạc. Cái số 5 này 350 nha anh em. 350. Đến một lọt từ tới số 1 tới số 5 350 không đó anh em. Đấy.
giá một luôn, chơi gần mệt trời luôn. Đây tiếp theo là con chà nhám. Để 100V 180W nha anh em. Đấy. Đây anh em. Đấy. Con này là con Hitachi nha anh em, con nhám Hitachi nha. Đây anh em, đây là đầu kẹp nhám nữa nè, đấy nó thả ra nè anh em. Khi ra vô đó anh em, đầu này cũng vậy anh em. Đây. Thả ra. Cái số 6. Cái số 6 300 nha anh em. 300. Cái số 7. Đây tiếp theo là một cái cửa lỏng nè anh em. Đấy. Cửa lỏng này là Shinko Tokyo nha anh em. Điện 100V nó 400W nha anh em. 400W là này nó có cái đầu tháo lưỡi mở lưỡi nè anh em. Đấy. Nó có con lục giác tháo lưỡi mở lưỡi nè. Xé gió luôn này nè. Đấy, con lệnh cành đào. Có lục giác luôn, sẵn luôn. Mình quên nữa nó có cái điều tốc đây mà mình quên nữa nè. Điều tóc nha anh em, có điều tóc mình quên có cái điều tóc mình quên tép. Cây số 7. Cây số 7 300 nha anh em. Cây số 7 300. Đây cây số 8 này anh em. Cây số 8 là một cây cắt ti đây anh em. Đấy. Cây gắt ti điện 100V 170W nha anh em.
cắt được sắt 10 nha anh em. Cắt được sắt 10 nha. Đấy. Dây một cục dây nè. Đây nè. Cái tem này nó hơi tệ tệ nè anh em. Đấy. Đây nè. Mấy cây này là có thắng nha anh em. Đấy anh em có thắng. Đấy, thắng đồ ngon lành luôn đó nè. Rồi, cây số 9. Cây số 8 nè. Cây số 8 500k nha nè. Cây số 8, 500. Đấy. Số 9 là một cây cưa kiếm đây, cưa kiếm Makita đây nè. Đấy, cây này thấy là anh em thấy sự hùng hậu không, cái lưỡi nó dài ghê luôn nè. Cái lưỡi nó dài, cái lưỡi nó là 30 đó nha. Ngon lành chưa? Cây này điện 100V. Quát nó mình đọc không thấy ra nổi nè. Đó là 570W nha anh em. 100V 570W. Cưa này Makita, cưa này là cực chất luôn. Nó có nút nhanh chậm, nhanh chậm đây nè. Đây nè. Đây. Nhanh chậm đây có nè. Đấy. Đây nè. Cái này cái lưỡi nó hơi dài thành ra mình chạy nhanh quá nó vũ. Khi mình cắt là nó không có vũ nghe anh em. Khi mình cắt là nó có cái độ kềm dày rồi là nó không vũ. Đấy anh em. Đấy. Cắt là ok luôn anh em. Đấy. Lưỡi nó ba tấc luôn anh em, lưỡi này quá ok luôn. Đấy, đây tay cầm nè anh em. Chắc chưa? Còn anh em muốn cầm ở đây thì anh em chặn ngóc này ra anh em để tay cầm xuống đây là ok anh em. Đấy, đây. Ngoại hình em nói là ok anh em. Đấy. Con làm chưa? Cái này là cực chất nha anh em. Đấy. Quá ok luôn. Cây số 9. Cây chính này 450 nha anh em. Cây chính 450. 450 nha anh em. Cây số 10 là một cây bào Ruby nha anh em. Cây bào Ruby. Đây, lan can luôn anh em. Đấy. Lan can xà beng luôn. Đấy, đây làm gì đây không biết. Cái này là điện 100V, nó 450W nha anh em. Lưỡi nó là lưỡi 82 nha anh em. Lưỡi 82. Đây nè, lưỡi là ok hết nè. Đặc biệt cái này nó có thắng từ nha anh em. Có thắng từ nha. Cây này nó có thắng từ nha anh em. Đây nè. Tại nó là chạy im ru nè. Đấy, buông ra là thắng nha anh em. Đấy. Thấy nó im ru luôn. Đấy, có thắng tự rồi, ngon lành nha anh em. Đấy. Cây số 10. Cây số 10 này 550k nha anh em. 550. Cây số 10 550 nha anh em. 550.
một cây duy nhất có tháng tư này anh em. Anh em nào alo trước được trước thôi nha. Đấy, mình khuyến khích anh em nào xem video bình thường thì anh em nào mà phù hợp alo liền thì có ngay. Còn anh em nào nhắn tin thì hơi chậm hơn, mình xem tin nhắn lâu hơn. Đấy, cây số 11 đây anh em. Cây số 11 là một cái cưa thân dọc, cưa thân dọc nha anh em. Đấy, cưa thân dọc Makita nha. Cái này là điện 100V, nó 670W nha anh em. Lưỡi nó 125 nha, lưỡi 125 nha anh em. Đây, lưỡi nó là lưỡi len can nha anh em. Đây, lưỡi len can, lưỡi chưa cắt nha. Đây, cái đế của nó đây. Cái đế này gọi là anh em có thể là di dời dời cái này ra được nha. Anh em dời 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 ra được, có hai ngóc trên nè. Anh em dặn hai ngóc này, anh em muốn di dời ra, di dời vô là tùy nha. Cái đế này được di dời thì cái này được nha anh em. Đấy, còn cái này mà anh em về tháo ra, anh em có cái cử, anh em thọt cái cử vô là ok luôn. Đấy, cái rút cái này ra để thọt cử vô là ok. Đấy anh em, đấy, đây hình bóng em nó đây. Đấy, đây có đèn nha anh em. Đấy, đèn ok nha. Đây đèn, còn máy đây nè. Đấy, dây thắng ngon lành, dây mênh mông luôn. Lâu lâu được cây thân dọc mà nó dây cỡ này là nó nhiều lắm anh em. Thường thường nó dây dài dài chừng có 3 tấc à. Còn dây này là nó nguyên riêng chạy nha, mình không có vô dây gì hết trơn, nó nguyên riêng nó chạy nha anh em. Cây 11 550 nha anh em. Cây 11 550. Cây 12 là một cây cưa Hitachi. Đây nè, cưa Hitachi. Đây nè, thương hiệu C7MB4 nha anh em. C7MB4 Hitachi. Điện 100V, 1140W, lưỡi của nó là 190 nha anh em. Lưỡi 190. Đây anh em. Đây, lưỡi 190, em nói đây. Lưỡi là ok nha. Đây, thép đồ là ok, nó chỉ có nhâm 1-2 răng nha anh em. Đây là nhâm răng nè. Đấy, nó nhâm răng nè anh em. Đấy, lưỡi là ok này, anh em về cưa 1-2 đường là bén ngót lên. Đây, đế của nó đế Atimon. Atimon. Đấy, anh em hơi khó coi không? Đây, đây anh em. Đấy, đèn là sáng rực rồi anh em. Đấy, đèn là sáng ok ha. Đây, này hình như mà hơi khó coi hả anh em. Đấy, đây nè, Hitachi C7MB4. Đây, có cái tay nó hơi tróc chỗ này miếng đây. Đây, không có gì hết. Rồi, cái số 12 550 nha anh em. Đây, 550. Số 12 550. Đây, cái số 13 là một cây này quá chất kìa nè. Đây, cây Makita. Nói chung là cây này là lâu quá rồi mình mới lấy lại cái cây này, phải nói là cực kỳ luôn anh em.
cái đế đó là đế không rỉ nè, đấy đế nó cũng atimon chim miết gì đây nè, đế này bạn này giữ nha, bạn này rộng ngon lành luôn, mà cái bạn này lại nó có phân chia số nè anh em, 6 7 gì nè, 8 7 6 5 4 3 2 1, đây nó phân chia nó làm cái gì đây không biết đấy, thuốc tách gì đây anh em, cái bạn này là nó có chơi thông số luôn nè anh em, cái bạn gặp nó có thông số luôn đấy anh em, đấy nè anh em, thông số luôn. Còn cái cưa này là nó là điện 100V nha anh em, cái cưa này nó là 100 đến 120V đấy, 120V là nó công nghệ này, công nghệ sản xuất tại Mỹ nha anh em, cái này là Makita nè, sản xuất tại Canada nha anh em, tại Canada nè, nó 1400W nha anh em, 1400W là nó mạnh nha anh em, biết nó mạnh cỡ nào, 1400W là nó cỡ cái máy cắt bàn đó anh em, cỡ máy cắt sắt bàn luôn, lưỡi của nó là 185 nha anh em. Cưa này mình nó thông nó 1400W là cỡ máy cắt bàn luôn anh em, chơi ngọt luôn đấy nè anh em. Đây có thắng nha, có thắng nha anh em. Phải là kiếm miếng lửa mồi điếu thuốc không có luôn đó anh em, mấy cây này thôi phải nó cực chất luôn em, hàng sản xuất tại Canada nữa đấy, Makita, cái này về anh em chùi nó bằng nhôm mà anh em chùi là nó trắng ra là phải nó ok luôn, còn cái lưỡi của nó thì không biết cái lưỡi này nó cắt cái giống gì nè anh em, đấy lưỡi nó như thế này nè, nó cũng là hợp kim nha, nhưng mà nó cũng có nhâm một hai lưỡi nha anh em, đấy nó có nhầm lưỡi nha, lưỡi này giống như cắt sắt lưỡi hợp kim quá, nhưng mà nó có nhầm lưỡi nha, cái này mình nói là anh em là nhầm lưỡi mình bán theo nhầm lưỡi nha, cái lưỡi nó có nhầm đồ ba răng đó thì anh em về anh em tự nghiên cứu xài được xài, anh em quất quá là thay, mình bán cái giá này là giá cái tính không tính cái lưỡi đấy. Số 13 cái giá này giá phải nói là không tính cái lưỡi nha anh em, về anh em nói lưỡi hư gì là mình nói cái lưỡi đó lưỡi bỏ đi đấy, à cây số 13 550 nha anh em, 550 đấy, anh em về sử dụng được cái lưỡi này là quá ok. Đây tiếp theo một cây này nè, đây thùng nguyên thùng luôn, đây một cây cắt thủy lực nè anh em, cây cắt thủy lực đây nó có cái thùng nha, lát nữa cái thùng mới đó, cái thùng nó ngon lành tầm đào nha anh em, rồi mỗi thùng ra riêng bên đi đấy, cắt thủy lực nè, đấy cái này là Osawa nè anh em, cái thương hiệu là cắt thủy lực nè nè, Osawa gì nè, đấy này nó cắt được là sắt 13 nha anh em, cắt được sắt 13 đấy, đấy mình thử nhát nha anh em, đây thử coi anh em, đấy đây anh em, ngọt như mía lùi luôn, đây làm nhát nữa nha anh em, tốn sắt dữ quá anh em ơi, đấy anh em, đây cái này sắt 12 nè, sắt 12 mà nó cắt ngọt, cái này nó cắt được sắt 13 mà dày cắt 14 coi chừng nó quất luôn, nó nhai luôn xương đó, cái chừng sắt 14 này nó nhai luôn xương đó nha anh em,
còn dạng 10 cái sắc 10 sắc 12 này quá rồi, cái đó là thuộc gì nè, mềm, thịt còn mềm quá rồi, nó nhai ngọt. Còn ba kia là này nó cắt sắc 13 mà 14 có chuyện nó nhai luôn, nhai luôn xương. Đấy anh em. Rồi cái cây này số 14, cây số 14 một treo, số 4 này 1.700.000 nha anh em. Đấy số 14 1.700.000 đấy, có cái thùng luôn nha anh em. Đấy giờ mình bỏ vô thùng. Số 15 là một cái cưa đây anh em. Đấy. Một cưa vàng ngon lành trầm đạo luôn. Đấy, cưa vàng Makita nha anh em. Để mình sửa camera lại cho anh em dễ thấy nhất có thể nha. Đây nè, đây Makita anh em. Len keng cho. Nước sơn nguyên riêng luôn nha anh em. Đấy, bê tô của nó thì rồi. Quá trơn tru. Tôi phải nói là quá trơn tru nha, cái bàn này là bàn đúc nha anh em. Đấy cái tô mà nó có đậy cái hộp này là bụi bặm khỏi vô là nó cái khỏi có rít nha anh em, bụi bặm này nọ chắc sắt không có mặt sắt nào mà rớt vô được cái cùm bê tô này hết. Đấy ốc bảy màu luôn nè, đấy nguyên riêng luôn nha anh em. Đấy để mình xây cho anh em xem nha, để mình đọc thông số trước đi. Cái này điện 100V nó 1460W nha anh em, 1450W. Đấy mình đọc vậy cho nó tròn trịa. Lưỡi của nó là 305 nha anh em, lưỡi nó 305, 3800 dòng trên phút nha, 3800 dòng trên phút. Đây đây nè, đây đế của nó phải nói là lực lượng nha anh em, ngon lành không. Đây đây nè, đây em nó nè, miếng này phải nói là còn đen bung. Đấy rồi mình test cho anh em xem luôn nha. Đây anh em, cái này nó của nó là anh em cứ đè xuống là nó chạy nha anh em. Đây đè xuống là nó chạy nha. Đây xây trở lại cho, xây trở lại cho nó thuận tay anh em, nó nghịch tay quá. Đây nè, về cho anh em xem. Đây, cái công tắc này là anh em chỉ bóp xuống nha anh em, bóp xuống vậy là nó chạy nè. Đấy, đây anh em. Còn anh em muốn phá lại thì anh em là cứ đẩy lên là nó bóp nó không chạy. Đấy, anh em kéo này về. Bóp nó chạy. Để lên cái đầu này nó hơi rung nè. Đấy nè, ngon lành.
kêu cái dạng trước á. Đây dạng trước mình sửa lại cho nó im cái là ok. Cho cái gà ra, để vô cái gà vô chút xíu nữa. Cái gà này hơi lâu. Đấy, đây là móc đeo rồi này nọ, ok nè anh em. Móc có nè, đấy. Đấy nè, đấy. Lưỡi 305 nha anh em. Đấy, ngon lành cần đạo chưa. Bàn đúc luôn nè anh em, cực kỳ luôn. Đấy, cái số 15. Số 15 1,2 triệu nha anh em. Đây, cái số 15 1,2 triệu nha anh em. Đấy. 1,2 triệu. Đấy, ngon lành bàn đúc luôn nè anh em. Ngon lành luôn. Đấy. Đây. Số 15 1,2 triệu anh nha anh em. Đấy. Rồi, nay mình lên tóm tắt gọn vô đó đi anh em. Lúc này máy móc nó ít quá thì mình cũng lên mỏng mỏng nhiều đó đó đi, 15 cây vậy đi. Rồi, anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Thôi chào anh em nha. Hẹn anh em đã clip sau.